Xin chào quý vị và các bạn, đây là chương trình cập nhật thông tin quốc tế nổi bật của kênh YouTube Báo Người Lao Động. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị ngay sau đây. Mời quý vị theo dõi. 3 tuần tồi tệ nhất chiến dịch tranh cử 2024 của ông Trump. 3 tuần tồi tệ nhất là đánh giá của tờ báo Mỹ uy tín The New York Times về quãng thời gian tranh cử gần đây của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. Bữa tối ngày 2 tháng 8 tại nhà của ông Howard Lutnick, giám đốc điều hành ngân hàng Cantor Fitzgerald, Mỹ, là một sự kiện có sự tham gia của những nhân vật đầy quyền lực. Trong số khoảng 130 khách mời, có một số nhà tài trợ giàu có nhất của cựu Tổng thống Donald Trump, bao gồm tỷ phú Bill Ackman, theo New York Times ngày 10 tháng 8. Một số khách mời hy vọng cựu Tổng thống Trump sẽ ra hiệu rằng ông đang điều chỉnh chiến lược tranh cử sau một loạt sai lầm tai hại. Tuy nhiên, ông đã không làm vậy. Trả lời câu hỏi bày tỏ nỗi lo về cuộc bầu cử sắp tới, ông Trump nói, "Chúng ta phải ngăn chặn hành vi ăn cắp phiếu bầu", ám chỉ cáo buộc ông từng nhiều lần đưa ra về cuộc bầu cử năm 2020. Nhóm cố vấn của cựu Tổng thống Trump đã hối thúc ông từ bỏ cáo buộc nêu trên bởi nó chẳng hề giúp ông thu hút cử tri. Theo hai người có mặt, ông Trump cũng đưa ra bình luận mà ông đã đưa ra 2 ngày trước đó. Đặt câu hỏi về gốc gác chủng tộc của Phó Tổng thống Kamala Harris, ông khẳng định mà không đưa ra bằng chứng rằng bà Harris chỉ vừa quyết định tự nhận mình là người da màu vì mục đích chính trị. "Tôi nghĩ mình đúng", ông Trump tuyên bố tại bữa tối gây quỹ ngày 2 tháng 8 kể trên. Trong 2 tuần qua, cựu Tổng thống Trump đã nhận được nhiều lời phàn nàn từ các nhà tài trợ liên quan đến liên danh tranh cử của ông. Ông J.D. Vance, người từng khẳng định nước Mỹ được điều hành bởi những quý bà thích nuôi mèo, không có con cái. Cựu Tổng thống Trump bác bỏ đề xuất của các nhà tài trợ về việc tìm kiếm liên danh tranh cử mới. Tuy nhiên, cựu Tổng thống Trump đã hỏi riêng nhóm cố vấn của mình rằng liệu họ có hay biết bình luận kể trên của ông Vance trước khi ông chọn người này làm phó tướng hay không. Ông Trump không bộc lộ bất kỳ sự mất niềm tin nào vào ông Vance. Thay vào đó, ông đưa ra lời khuyên đơn giản: công kích và công kích. Phó tướng Vance tuần qua gây ấn tượng mạnh với ông Trump khi chỉ trích Phó Tổng thống Harris và liên danh tranh cử của bà, Thống đốc Tim Walz, tại các sự kiện vận động tranh cử. Trong 7 tuần qua, cựu Tổng thống Trump trải qua hàng loạt sự kiện với nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau, bao gồm vụ ám sát bất thành nhắm vào ông và việc Tổng thống Joe Biden rút khỏi cuộc đua vào Nhà Trắng để nhường chỗ cho Phó Tổng thống Harris. Thêm một thông tin có thể khiến ông không hài lòng. Lần đầu tiên trong sự nghiệp chính trị của cựu Tổng thống Trump, đối thủ của ông được truyền thông đưa tin dày đặc hơn. Chưa hết, tin tức về bà Harris đa phần là tin tích cực. Dường như mong muốn tình trạng mới này biến mất, cựu Tổng thống Trump tuyên bố trên mạng xã hội Truth Social mà không có bằng chứng rằng Tổng thống Biden hối hận và muốn đảo ngược quyết định rút khỏi cuộc đua. Cựu Tổng thống Trump phàn nàn về việc thật bất công khi ông phải bắt đầu lại cuộc đua. Ông còn bày tỏ sự thất vọng về việc lãng phí thời gian, năng lượng và hàng triệu USD để tìm cách đánh bại Tổng thống Biden, nhưng cuối cùng lại phải đối mặt với một đối thủ mới trong chặng nước rút 100 ngày cuối cùng. Gần 3 tuần kể từ Phó Tổng thống Harris trở thành đối thủ của ông, cựu Tổng thống Trump và chiến dịch của mình vẫn đang loay hoay tìm cách đối phó bà, tìm thông điệp để tấn công bà và thậm chí là biệt danh để mỉa mai bà. Ban đầu, ông Trump gọi bà Harris là Laughing Kamala nhằm chế nhạo tiếng cười của bà trước khi chuyển qua nhiều biệt danh khác, bao gồm loạn trí và dối trá. Bộ đôi Trump Vance không tạo được sự hứng khởi như cặp bài trùng Harris-Watts. Một trong những định hướng chính trong chiến lược và sách lược vận động tranh cử Tổng thống của Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris, Đảng Dân Chủ, là tạo sự khác biệt rõ nét và sâu rộng trên mọi phương tiện, có thể đưa lại hiệu ứng vận động tranh cử với cựu Tổng thống Donald Trump, Đảng Cộng Hòa. Mới đây nhất là chuyện bà Harris chọn Thống đốc bang Minnesota Tim Walz làm ứng viên Phó Tổng thống. Ông Trump để đến tận khi diễn ra đại hội của Đảng Cộng Hòa mới công bố danh tính phó tướng. Trong khi đó, bà Harris làm việc này gần 2 tuần trước ngày khai mạc đại hội của Đảng Dân Chủ. Ông Trump, 79 tuổi, chọn ông J.D. Vance mới 50 tuổi và lần đầu tiên tham gia Thượng viện. Còn ông Watts ở độ tuổi 60 và Harris 59 tuổi lại rất dày dặn kinh nghiệm chính trường, đã qua nhiều năm làm nghị sĩ và có 2 nhiệm kỳ làm thống đốc bang Minnesota. Ông Vance sẽ chỉ nghe lời ông Trump, trong khi ông Watts là đối tác và cộng sự, là sự bổ sung trong tầm quyền cho bà Harris. Bộ đôi Trump-Vance không có được khả năng khiến cho chính trường và xã hội Mỹ trở nên hứng khởi, sôi động, thậm chí bị kích động như cặp bè trùng Harris-Watts. Chọn ông Watts làm phó tướng là quyết định nhân sự đầy tính thực tế của bà Harris. Bà cần duy trì sự đoàn kết thống nhất ở Đảng Dân Chủ, và ông Watts là ứng viên không những không gây phân rẽ mà còn có khả năng củng cố nội bộ đảng. Những kinh nghiệm thực tiễn trong lãnh đạo bang Minnesota của ông Watts bổ khuyết rất hữu dụng cho bà Harris, điều không thể có được ở cặp đôi Trump-Vance. Ông Watts lại còn là người đầu tiên dùng tính từ quê, tạm dịch là lập dị, để nhận xét về liên danh ứng viên đối thủ và khẩu hiệu làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại, quê hiện đã được Đảng Dân Chủ vũ khí hóa rất hữu hiệu trong vận động tranh cử. Với quyết định chọn ông Wade làm phó tướng, bà Harris còn theo đuổi ba mục đích nữa trong vận động tranh cử. Thứ nhất là tranh thủ diện cử tri là nông dân. Minnesota là một bang nông nghiệp và ông Wade đã gây dựng một uy danh là chính trị gia rất quan tâm đến lợi ích chính đáng của nông dân, rất coi trọng những vấn đề nổi cộm ở vùng nông thôn như phát triển nông nghiệp và nông thôn, y tế và giáo dục ở vùng nông thôn, công bằng xã hội và bảo vệ trẻ em, bảo vệ khí hậu trái đất và quyền của phụ nữ quyết định phá thai. Bà Harris cũng có cùng quan điểm trong các vấn đề này, nhưng ông Wade mới là người thật, việc thật, hiện thân cho thành quả cụ thể. Thứ hai, ông Wade là cầu nối giữa bà Harris với diện cử tri là người da trắng, là bộ phận công nhân không có bằng cấp đào tạo hàn lâm, là giao cắt giữa nông thôn và thành thị. Diện cử tri này vốn được ông Trump chinh phục khá dễ dàng hồi năm 2016 và 2020. Thứ ba, với sự đồng hành của ông Wade, bà Harris thay đổi mục tiêu chinh phục các bang chiến trường, đồng thời duy trì được phiếu bầu ở các bang xưa nay vẫn luôn bầu cho ứng viên Đảng Dân Chủ như Minnesota. Ngoài ra, người ta cũng thấy bà Harris và ông Wade chủ định không coi vận động tranh cử chỉ là cuộc khẩu chiến với phe ông Trump. Thay vào đó, họ rất coi trọng việc truyền tải và quảng bá cương lĩnh tranh cử. Trước bước tiến của bộ đôi Đảng Dân Chủ, liên danh Trump và đang cố gắng giành lại thế chủ động nhưng xem ra chưa tìm được đối sách thích hợp. Hai ứng viên Trump, Harris tăng tốc. Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris vận động tranh cử tại sự kiện có tới hơn 15.000 người tham dự ở thành phố Glendale, bang Arizona tối ngày 9 tháng 8 giờ địa phương. Ứng viên Tổng thống của Đảng Dân Chủ đang cùng phó tướng của mình là ông Minnesota Governor Tim Walz thực hiện chuyến vận động kéo dài một tuần qua 7 bang chiến địa. Trên đường đến Glendale, bà Harris nhận được sự ủng hộ của Lulette Adalyn, Ủy ban hành động chính trị cho tổ chức hoạt động vì người gốc Latin lâu đời nhất nước Mỹ. Đây là lần đầu tiên nhóm này ra tuyên bố ủng hộ một ứng viên Tổng thống Mỹ. Cũng có mặt tại miền Tây nước Mỹ, cựu Tổng thống Donald Trump, ứng viên Tổng thống của Đảng Cộng Hòa, tổ chức vận động tại Bozeman, bang Montana để ủng hộ ông Tim Scott, ứng viên của Đảng Cộng Hòa, tranh ghế thượng nghị sĩ đối với đối thủ John Tester của Đảng Dân Chủ. Trong bài phát biểu dài gần 90 phút ở Bozeman hôm ngày 8 tháng 8, ông Trump một lần nữa tấn công cá nhân bà Harris. Trước những khiêu khích từ phía ông Trump, Phó tướng Wade của bà Harris nói với đám đông ở Arizona rằng cách tốt hơn là đánh bại ông ta trên phiếu bầu. Bản thân nữ Phó Tổng thống khẳng định tòa án sẽ xử lý chuyện đó, chúng ta sẽ thắng vào tháng 11 tới. Đảng Dân Chủ đang hy vọng giành được hai bang miền Tây vốn rung lắc giữa đảng này và đảng Cộng Hòa, đó là Nevada và Arizona. Ông Joe Biden vượt qua ông Trump ở cả hai bang này trong cuộc bầu cử năm 2020, nhưng với khoảng cách rất khiêm tốn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình cập nhật thông tin quốc tế nổi bật trong ngày qua của Báo Người Lao Động. Đừng quên theo dõi kênh YouTube Báo Người Lao Động. Chúng tôi còn rất nhiều chương trình hấp dẫn khác đang chờ đón quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị.